Nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh COVID-19 xâm nhập vào địa bàn, ngày 27 tháng 7, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 xã Yên Khương đã tiến hành kiểm tra đột xuất 14 công dân có quyết định cách ly y tế tại nhà ở bản Triềng Nưa và bản Tứ Triềng. Tại buổi kiểm tra, toàn bộ 14 công dân đều thực hiện tốt việc cách ly y tế tại nhà, không có sự tiếp xúc với người ngoài. Đoàn kiểm tra đánh giá tốt việc thực hiện của các công dân, tuy nhiên cũng nhắc nhở không được chủ quan, lơ là, yêu cầu người cách ly không được ra khỏi nhà trong thời gian cách ly, trừ trường hợp khám chữa bệnh, thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan y tế, đồng thời hạn chế tối đa việc tiếp xúc, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi cần thiết phải tiếp xúc, tuyệt đối không ăn cùng mâm, ở cùng phòng đối với những người trong gia đình. Nếu phát hiện việc không chấp hành quyết định cách ly y tế sẽ lập biên bản xử lý theo đúng quy định. Được biết trong thời gian qua, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch của xã Yên Khương đã thường xuyên tổ chức các buổi kiểm tra đột xuất việc thực hiện cách ly theo dõi y tế tại nhà của các công dân có quyết định cách ly y tế tại nhà, nhằm đảm bảo sự chấp hành nghiêm các quy định, tránh việc chủ quan lơ là tiếp xúc với cộng đồng khi chưa hết thời hạn cách ly.